Mến chào quý vị khán giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào, Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui quý vị nhé. Ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 4 của bộ tiểu thuyết Duyên tình lạc bến của nhà văn Ba Tùng Long. Chương 6 Ngàn trái Khi thấy không còn nguy hiểm Tống thở dài một cái Và nói với thiếu nữ ngồi bên cạnh Bà điên ấy, kể cũng đáng sợ Thật anh không ngờ một người đàn bà có chồng Mà gan góc đầy mình như thế Làm mà không sợ mang tay mang tiếng Chỉ có người điên mới vậy với không Thủy Thủy làm thinh không nói gì cả Nãy giờ nàng nghe tim nàng Như bị bóp chặt, thở không nổi Tống quàng tay qua vai Thủy Thủy hớt ra Anh để tôi yên, tôi chán quá rồi Cho xe bỏ tôi xuống đường lê lợi Tại sao lại xuống đường lê lợi Anh đưa em về nhà chứ Tôi muốn xuống đường lê lợi Anh quên là tôi chưa ăn gì cả sao Từ chiều tan sở ra Tôi đi xem hát rồi tới nhà anh Thật không ngờ Thủy đang nói bỗng im bặt Nàng nhớ là nàng đang ngồi trên taxi Nói ra thêm xấu hổ Không ít gì Xe chạy tới đường lê lợi Thủy bảo ngừng xe lại Nàng mở cửa nhảy phóc ra ngoài Và trong khi Tống lui cui trả tiền Thủy đưa tay dãy một chiếc xe khác khi tống hay được thì xe thủy đã chạy mất tống lại lên xe và bảo chạy về nhà nàng xe tống vừa tới nơi thì vừa kịp lúc thủy đã vào nhà nhưng thủy quay lại hỏi ngay tống sao việc vừa xảy ra anh còn mang mặt đến đây làm gì anh là con người lừa dối bịp bợm anh không biết xấu hổ à vậy mà anh bảo là nguyệt sợ anh lắm vì anh là anh cả của nàng nguyệt là em tại sao lại ghen với anh có sao mới ghen với anh chứ có phải Nguyệt là nhân tình của anh không Tôi cấm anh không được đặt chân vào nhà tôi Nếu anh còn lôi thôi Tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp Thủy nói một hơi cho đã giận Vì nãy giờ nàng ức ức Mà chưa có dịp nói ra Tống đứng tận gần trước cửa Nhìn Thủy với đôi mắt gian lần Khổ cho anh quá Dù anh nói thế nào chăng nữa thì em cũng không thể tin anh. Em thử nghĩ một người đàn bà đã có chồng, chồng lại là một ông kỹ sư mà đi ghen với một người anh bà con thì người đàn bà ấy thuộc về hãng nào. Em ngây thờ quá, phải chia em hỏi dặn cô ả như thế để coi cô ả trả lời thế nào. Việc ghen tương của cô ta mà đến tay ông Văn á thì cô ta mới làm sao xử trí với ông Văn. Thủy hỏi dặn lại, sao lúc nãy anh không hỏi như thế? Anh đã chạy như gà thua độ kia mà thôi tôi hiểu rồi cô ta tuy có chồng nhưng vẫn là tình nhân của anh vì thế cô ta mới có quyền làm hôn làm dữ với anh tống nói không phải thế đâu em cho anh vào nhà anh sẽ nói đầu đuôi cho em nghe anh không bao giờ lừa dối em cả thủy thương hại tống giá lại dù sao thì nàng cũng lỡ yêu tống rồi nên nàng nói thì cứ vào nhưng đừng quên á là anh đã làm tôi không còn tin anh như trước nữa tống vào nhà và ngồi xuống chiếc ghế kê ở góc phòng thủy ủy oải kéo ghế ngồi xuống tống nhìn vào mặt nàng và nói thủy ơi em đừng giận người đàn bà tệ hại ấy làm gì họ đã quên địa vị của họ để đi bắt ghen một cách bất hợp pháp nói ra thì hình như anh đi nói xấu của em gái của anh nhưng không nói á thì làm sao em hiểu được anh nguyên anh mồ côi từ thuở nhỏ được bà định mẹ nguyệt đem về nuôi bà không có con trai nên định giao cho anh phần gương quả sau này nguyệt lúc nhỏ lẳng lơ lắm nàng bả ai cũng yêu miễn người ấy đẹp trai và biết tán gái sau hai ba lần bị tình phụ nguyệt thất vọng và quay lại yêu anh anh khổ tâm lắm xua đuổi nạn thì không nở mà yêu nạn thì sợ phạm vào tội loãng luân nhiều lần anh đã khuyên ca nguyệt nhưng nạn nhất định không chịu nghe nàng là người si mê bậc nhất, đố ai nói mà nghe được. Thấy Nguyệt á, không còn kể gì liêm sĩ cả, anh liền đem chuyện chọc ghẹo anh nói với bà Định. Bà không tin anh, cho rằng anh bịa đặt để nói xấu con bà. Bà đuổi anh ra khỏi nhà, bực dọc anh đi thật xa, tìm kế sinh nhai. Ở nhà bà lấy thế là bạn thân của ông Khai, năng nỉ ông Khai ép kỹ sư Giang cưới Nguyệt. Vì hai người thân nhau nên Giang và Nguyệt gặp nhau rất thường, Giang hiểu rõ tánh tình của Nguyệt Nên Giang không chịu cưới Nguyệt Ông khai gì nể lời bà định Nên ép Giang phải cưới Nguyệt Giang không thể trái lời cha Nên buộc lòng cưới người Mà chàng cho rằng lẳng lơ vào bậc nhất Khi cưới rồi á Giang thất vọng Vì Nguyệt không phải là một thiếu nữ trinh trắng Và chàng bỏ bên Nguyệt từ ấy Có chồng á mà vẫn như không Nguyệt làm sao không tức Huống chi nàng còn xuân trẻ Mà bị bỏ rơi thì khổ thân lắm Có khác nào kẻ quá chồng Nguyệt về suối xử mẹ nàng Cho gọi anh về để coi ngó nhà cửa Vì nàng đã đi lấy chồng Thế là bà định sai người tìm anh Bà nghĩ Nguyệt đã có chồng á Thì giữa anh và Nguyệt Câu chuyện cũ ấy Dù có gì đi nữa Thì bây giờ cũng phải hết Huống chi anh và Văn Nếu so sánh nhau á Thì Văn hơn anh nhiều Nguyệt sẽ không vì anh mà bỏ Văn bao giờ Nhưng bà định đã nghĩ lầm Mỗi lần về nhà thăm mẹ Thấy anh là Nguyệt quấn quýt không chịu rời ra một bước anh tránh nạn á thì nàng hờn giận vì thế hay thấy bóng nguyệt về ngoài cửa là anh bỏ đi ngay nhưng rồi bà định chết anh phải ở đấy thờ phụng và hưởng gia tài ấy của bà từ đó không ngày nào nguyệt không về mỗi lần về á là kề cà không chịu đi nàng làm nhiều chuyện đáng tởm lắm mấy lúc này văn thường vắng nhà vì phải đi nuôi mỹ dung ở bệnh viện nguyệt lại càng rộng chân đi tìm anh luôn Cách đây hơn một tuần, Nguyệt về nhà mẹ nàng mà không gặp anh. Lại thấy chiếc đồng hồ báo thức em tặng anh. Nguyệt tra gặn, chú Năm giúp việc cho anh để biết chiếc đồng hồ ấy là của ai. Và khi chú Năm kể là của em tặng anh, thì Nguyệt tức giận, liễn chiếc đồng hồ xuống đất và bỏ đi. Rồi từ hôm ấy, Nguyệt kiếm chuyện lôi thôi với anh luôn. Thủy ngồi nghe tống kỹ, quên cả giận tò mò hỏi. Tại sao Giang đi nuôi cô Mỹ Dung? Cô Mỹ Dung là ai? Tống cười, vì thấy mình đã đánh trúng tâm lý của Thủy. Có thiếu nữ nào mà không tò mò trước những câu chuyện tình rơm ra. Hắn nói, Mỹ Dung á là em dâu của Văn Anh chồng mà đi nuôi em dâu sao? Chuyện gì mà ly kỳ quá vậy? Thấy cặp mắt tóm sáng lên một cách kỳ lạ, Thủy liền hỏi tiếp. Anh thấy tôi nghe, rồi bịa đặt dòng dài chứ gì? Chuyện tiểu thuyết hay sao? Sao lại chuyện tiểu thuyết? Thật, một trăm phần trăm đấy mà tiểu thuyết là gì tiểu thuyết là chuyện thật ở xã hội do các nhà văn có tài viết ra rồi thêm bớt cho có đầu có đuôi và hợp lý hợp tình như chuyện chúng ta chẳng hạn nếu một nhà văn nào mà biết á thì họ sẽ viết ra một chuyện lấy tên là chuyện tâm tình mà nhân vật chính là em bạn đọc đọc đến mê ly đi chứ thủy liền nói đại để họ sẽ giết có một cô thiếu nữ vì quá tin một anh chàng sở khanh tống nói Em chửi anh đó à Nếu anh là sở khanh Thì anh dạy gì không lợi dụng Nguyệt Để rút rỉa tiền của văn Văn giàu lắm mà Nguyệt cũng không phải nghèo Đằng này anh khinh Nguyệt Không thèm lấy của nàng đồng nào cả Thủy đã gần tin những lời của Tống nên hỏi Anh chưa kể chuyện Mỹ Dung cho tôi nghe Tống nói có vẻ hóm hỉnh Anh sẽ kể Nếu em chịu xưng danh bằng em như trước Tiếng tôi nghe lạnh lùng xa lạ quá à. Thủy cười nhượng bộ Ừ, thì xưng bằng em. Nhưng đói bụng quá rồi, đêm bảo chị bếp đi mua mì gì chúng ta ăn đã. Tống lấy ví toàn lấy tiền thì Thủy nói. Để em đãi anh, thế mới biết nào ai đoán trước được những việc có thể xảy ra. Số là hôm nay anh đãi em mà lại quá ra em đãi anh. Đáng lẽ chúng ta ăn cơm tại nhà anh, thì bây giờ chúng ta ăn cơm ở đây. Thủy nói xong, đứng lên đi vào trong, bảo chị bếp đi mua mì và một lát sau nàng trở ra mặc một bộ quần áo bằng hàng trắng, trông rất xinh đẹp và dịu dàng. Tống khen, em mặc đồ mát, trông tươi trẻ như một nữ sinh. Thủy e thẹn cúi đầu. Anh chỉ có tài khen gió dẫn. Thủy là một cô thư ký còn trẻ. Nàng là con bà Phúc, một nữ điện chủ quá chồng ở Cần Thơ. Bà Phúc giàu lắm và già lại rất đông con. Thủy là con út nên bà cưng lắm. Thủy sinh ra thì ông Phúc chết. Bà Phúc thường nói với các con lớn. Nó vô phúc sinh ra là mùa côi cha Vậy các con phải thương yêu nó Mẹ có cưng nó Cũng vì lẽ nó xấu số hơn các con Các anh chị của Thủy đều đã có gia đình Và người nào cũng giàu có Thủy đầu tiểu học Thì xin mẹ lên Sài Gòn học Bà Phúc chiều nàng Nên gửi nàng ngủ tại nhà bà Quỳnh Bà Quỳnh có hai người con gái Nên ở đấy Thủy có được hai người bạn nữa Là Liên và Hương Cả ba cùng học một trường nhưng Liên và Hương học giỏi hơn Thủy. Con nhà giàu lại được mẹ nuông chiều, Thủy tiêu xài rất rộng, lại ở nhà một đại thương gia, Thủy nhiễm ngay cái lối tiêu xài trưởng giả. Nàng chân diện và bỏ cả học hành, nàng là cái đích cho các cậu thanh niên nhắm. Vì thế mới 15-16 tuổi mà Thủy có không biết bao nhiêu là bạn bè, trai lẫn gái. Thủy đẹp hơn Liên và Hương, vì thế giữa ba người có sự ganh ghét lẫn nhau. Thủy không muốn ở nhà bà Quỳnh nữa Nàng về khóc lóc với mẹ Và bà Phúc đã lên Sài Gòn Thuê riêng cho nàng một căn phố Bà đưa lên một chị bếp tính cẩn Và một ông chú họ đã già Để trông nom nhà cửa cho Thủy Thủy thi đầu trung học thì nghỉ học Thi vào một công sở làm thư ký Nàng thường nói với bạn bè Tôi đi làm cho vui vậy thôi Chứ nghĩa lý gì cái đồng lương ba bốn nghìn Ở không mỗi tháng mẹ tôi cũng đã cho tôi mười nghìn rồi từ ngày đi làm nàng cho ông chú họ về quê để nàng được tự do tiếp trước bạn bè nàng học nhạc học khiêu vũ và không ngày chủ nhật nào là không cùng các bạn về quê hoặc đi biển nàng sống một cách vô tư sung sướng cho đến một ngày kia lòng nàng bỗng mở rộng đón tình yêu nàng yêu một sinh viên đại học con nhà giàu có hai người yêu nhau tha thiết Thủy đã nhiều lần đưa Hùng về thăm mẹ và bà Phúc đã mừng thầm là Thủy tự do nhưng cũng biết giữ gìn và biết lựa người xứng đáng chứ không đến nổi như những cô thiếu nữ nông nổi gặp ai cũng yêu và thấy ai cũng quyến luyến Hùng cũng có rủ Thủy về thăm cha mẹ nhưng cha mẹ Hùng lại không ưa Thủy ông bà cho rằng Thủy quá tự do sau này không thể nào là người vợ chung Thủy vì thế khi Hùng thi đậu rồi lại không cưới Thủy được vì chưa có sự đồng ý của cha mẹ. Hùng cũng làm việc ở Sài Gòn và cha mẹ chàng là người miền Trung. Hùng và Thủy thân nhau quá và vì tuổi trẻ nông nổi, họ đã dược dòng lễ cháu. Hùng nghĩ chàng sẽ không bao giờ phụ Thủy. Dù cha mẹ không cho cưới Thủy thì chàng cũng nhất định ở dậy chứ không chịu cưới ai. Thủy thì cứ đinh ninh thế nào nàng cũng là vợ Hùng cho nên không cần giữ gìn. Cuộc duyên tình ấy kéo dài được 6 tháng Thì đùng một cái Hùng bị bệnh rồi chết Thủy chưa bao giờ gặp chuyện trái lòng Nên trước cái chết của Hùng Nàng như điên như dại Nàng đau liên miên mấy tuần lễ Bà Phúc nghe nàng đau liền lên nuôi nàng Và đưa nàng vào bệnh viện Bác sĩ cho biết nàng đã có thai trên một tháng Bà Phúc nghe tin ấy như sét đánh bên tai Bà thở dắng thang dài Nhưng chỉ đành đau khổ âm thầm Chứ không để lộ ra ngoài cho Thủy biết khi thủy khỏe rồi thì nàng thỏ thẻ kể cho mẹ nghe về chuyện không may của mình bà phúc thương con gặp chuyện ngang trái nên tìm cách làm con khuây khỏa để nàng vui mà sống thế là thủy xin nghỉ một năm bà phúc đưa nàng lên đà lạt ở đó cho đến ngày sanh nở nàng sinh được một đứa con trai bà phúc đặt tên cho nó là thằng hổ khi bé hổ được một tháng thì bà phúc giao nó cho yến chị của thủy nuôi chung với mấy đứa con của yến Thủy cứng cáp trở về Sài Gòn, sống theo đếp sống cũ, cũng đi làm cũng bạn bè, nhưng lòng mang nặng một vết thương tình. Bà Phúc thường băn khoăn về cô con gái Úc mà tình duyên đã bị dở gian ấy. Bà muốn Thủy có gia đình để sống những ngày thanh thản, nhưng Thủy lại không muốn thế, nặng nhất định ở dậy để nhớ đến Hùng. Năm năm trôi qua mà Thủy vẫn chưa lập gia đình, mặc dù có nhiều nơi để ý đến nàng. Nàng cứ lo nghĩ dẫn dơ, Nàng sợ nếu nhận lời những nơi tử tế Thì khi chồng nàng khám phá ra nàng có con rồi Họ sẽ khinh nàng và nặng nhẹ với nàng Còn nếu nàng nói thật cho họ biết Nàng đã hư hỏng Thì nào ai có khảo mà mình lại xưng Làm như thế người ta đều biết rõ chuyện riêng tư không đẹp của nàng Và người ta đồn đãi Thiêu dệt thêm ra mới sao Cúc, bạn Thủy Vì quá tin nên làm lỡ như nàng sau khi sinh xong, Cúc nhờ một người dì nuôi con rồi cũng đi làm. Cúc rất đẹp, nên vài tháng sau, một sĩ quan đã để ý và ngỏ ý muốn cưới nàng. Gia đình viên sĩ quan ấy cũng rất mến Cúc. Cúc sống trong hạnh phúc, không nói thật cho người yêu biết cái dĩ dạng không đẹp của mình. Một đám cưới linh đình đã cử hành và Cúc lội trong hạnh phúc. Nhưng sau ngày cưới ấy, viên sĩ quan hiểu mình chỉ là người đến sau, cho nên bỏ Cúc mà đi luôn, không thèm về nhà nữa. Cúc năng nỉ chồng, khóc lóc tỏ vẻ ăn năn nhưng tùng chồng nàng vẫn không thể yêu nàng nữa tùng cho rằng cúc đã lừa dối chàng cúc đau khổ quá vì lần này nàng yêu tùng tha thiết nàng đành ôm mối thất vọng trở lại sống những ngày vô dị lẻ loi thấy bạn gặp sự bẻ bàng như vậy thủy nguyện ở dậy chứ không làm lại cuộc đời nữa còn như có làm lại cuộc đời thì cũng thú thật cho người bạn đến sau ấy biết về dĩ dãn không đẹp của nàng một hôm trong một buổi đi xem hát với các bạn, Thủy đánh rơi cái khăn choàng mà không hay. khi ra về, liên bạn Thủy hỏi, vậy chứ khăn choàng của Thủy đâu rồi? Thủy dội vàng quay vào rạp hát để tìm cái khăn mà nàng nghi đã bỏ quên trên ghế. lúc Thủy quay vào thì thấy một thanh niên đang cầm cái khăn của nàng gấm nghĩa. Thủy đi lại bên chàng và lễ phép nói, xin ông cho tôi lại cái khăn, tôi vô ý bỏ quên. thanh niên ấy thấy Thủy mừng rỡ nói À, té ra là của người đẹp Hận hạnh cho tôi quá Xin trao lại cô chiếc khăn Thanh niên ấy là Tống Nhân chuyện lượm được chiếc khăn Mà làm quen với Thủy Tống giống có tài đóng kịch Thấy Thủy trẻ đẹp Có vẻ phong lưu đài cát Thì liền làm ra vẻ lịch sự Cử chỉ đàng hoàng Nói năng, văn qua Y như một sinh viên con nhà giàu sang Thủy đã làm Và để Tống đưa nàng về nhà Dần việc này, Tông lui tới làm quen với Thủy. Thay Tông lễ phép, tỏ ra người có học, Thủy không nở xô đuổi chàng. Tông rủ Thủy đi xem hát, đi ăn cơm, Tông thường mua hoa, mang đến tặng Thủy. Thủy làm ở bề ngoài lịch sự, nhã nhặn của Tông, nên đã mua tặng lại Tông nhiều vật kỷ niệm. Thế rồi hôm nay, Tông mời Thủy đi xem hát và định đưa Thủy về nhà dùng cháo gà và bánh ngọt thì thình lình Nguyệt xuất hiện, mắng giết Tống, ghen với Thủy khiến thủy lo sợ một trận đòn ghen vô nghĩa, thủy tức giận bỏ dậy, và tống đã theo sát chân nàng cố trần tình cho được. sau khi kể dài dòng về cuộc hôn nhân giữa giang và nguyệt và sự hư thân mất nết của nguyệt, tống bịa đặt để tự bào chữa cho mình, thủy bị lôi cuốn theo câu chuyện của tống, quên giận tống và còn dựng bộ chịu gọi tống bằng anh để tống kể nốt về chuyện của mỹ dung. câu chuyện mỹ dung đã làm thủy cảm động hết sức. Tuy vậy, sau khi nghe Tống kể, Thủy suy nghĩ rất nhiều. Thủy nghi ngờ, chứ chưa tin Tống được. Còn Tống thấy Thủy có vẻ tử tế trở lại và đại hắn một bữa mì tại nhà, thì vui mừng, nghĩ rằng Thủy đã tin hắn như trước. Hắn nói xấu Nguyệt như vậy, Thủy làm sao mà không ghét Nguyệt. Và càng ghét Nguyệt, thì càng có cảm tình với hắn. Nhưng Tống đã lầm. Sau khi Tống ra khỏi cửa, Thủy trở vào nhà. Cô nhớ lại những lời mà Tống đã nói với nàng. Thủy nhất định phải gặp Nguyệt để Nguyệt khỏi nghi ngờ nàng là hạng gái dễ dãi và cũng để tìm hiểu Tống là hạng người như thế nào. Sáng hôm sau, Thủy thức dậy sớm, viết giấy xin phép nghỉ một ngày, nàng trang điểm thật đẹp, đoạn đi lại nhà kỹ sư văn. Nàng nghe lòng hồi hộp, không biết Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào khi thấy nàng, nhưng nàng cũng bảo đi vào cửa. Hạnh phúc của đời nàng quan hệ tùy theo sự gặp gỡ này. Thủy ngồi đợi ở phòng khách vì người giúp việc còn phải đi mời Nguyệt. Người giúp việc ấy không cần hỏi Thủy là ai, nên khi Nguyệt hỏi ai muốn gặp nàng, thì người ấy nói, một cô ăn mặc sang trọng, còn trẻ. Nguyệt nghe vậy hết sức ngạc nhiên, không biết thiếu nữ ấy là ai. Nhưng nàng cũng lấy áo dài, mặc cẩn thận, để ra tiếp. Khi đi vào phòng khách, nhìn thấy Thủy, nàng hết sức ngạc nhiên. Mặt tái lại khi nhận ra Thủy là người đêm qua đã đi với tống là nhân tình của tống nhưng thủy đã đứng dậy chào nàng và lễ phép nói em đến làm rầy bà xin bà tha lỗi cho em nếu em không đến thì em không bao giờ biện bạch được với bà về sự vô ý của em nghe thủy nói năng lễ phép thì nguyệt hơi nguôi giận nàng chỉ ghế mời thủy ngồi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô là ai cô muốn gặp tôi có chuyện gì Vừa nói Nguyệt vừa nhìn Thủy một cách chăm chăm Thủy trước mắt nàng Là một thiếu nữ hiền lành Xinh đẹp và lễ phép Thủy nói Chắc bà chưa quên em Em là người đi với Tống Mà bà đã gặp hôm qua Nguyệt làm ra vẻ ngạc nhiên Thế à Thế mà tôi quên bản đi chứ Thế cô đến đây làm gì Bộ anh Tống đã bỏ cô rồi sao Cô định phân bui với tôi sao Tôi có quyền gì đâu Thủy nhìn Nguyệt Cố tìm hiểu nàng nhưng không sao hiểu được Nguyệt bình tĩnh quá. Có giọng nói khác hẳn với thái độ ghen tương hôm qua. Thủy nói, Thưa bà, em sợ bà hiểu lầm, em là kẻ đã chinh phục Tống. Sự thật giữa em và Tống chưa hề có chuyện gì ám muội cả. Chúng em mới quen nhau, em chưa tin Tống đâu bà ạ. Hôm qua Tống rủ em về nhà chơi, chẳng may gặp bà. Nguyệt nói, miệng cười mỉa mai. Chuyện ấy dính dáng gì đến tôi? Cô có chinh phục Tống á, cũng không can gì đến tôi kia mà Thủy không thể chịu được cái giọng mỉa mai ấy Nên nói ngay vào đệ Nhưng hôm qua bà đã sĩ giả tống Và định đánh em Nguyệt miếm chặt đôi môi Cô tưởng tôi muốn gây sự với cô à Trước khi cô đến đây á, Cô có dò hỏi tôi là ai không Thủy cũng không vừa Anh Tống đã nói rất nhiều với tôi về bà Vì thế tôi mới dám đến đây phá rầy bà Mặt Nguyệt tái hẳn đi Đôi mắt nàng trở nên độc ác và nàng nói Giọng run run Tống đã nói gì với cô Thủy nói Tống nói bà là vợ ông Văn Và Tống là anh họ bà Nguyệt thở ra một cái mạnh Còn gì nữa Thủy chậm chạp nói Tống bảo là bà theo dõi kỹ những hành động của anh ta Nguyệt hỏi giả nóng nảy Chỉ có thế thôi Thủy nói Dân chỉ có thế Tức thì Nguyệt cười sặc sụa và nói Cô đến đây đùa với tôi à Thưa bà, Em đâu dám vô lễ như thế Em đến vì em không tin Tống Tống đã nói xấu bà nhiều quá Tống cô chiếm cho được tình yêu của em Nhưng hôm qua gặp bà Em cảm ơn bà đã mở mắt cho em Cho em thấy con người thật của Tống Em không phải là một thiếu nữ lãng mạn Đời em đã trải qua một sự đau khổ rồi Nhà em giàu lắm Nên về chuyện yêu đương em rất dè dặt Lúc đầu gặp em Tống bảo với em là Tống đầu tú tài Con nhà nho giáo Hiện làm việc lương tháng 8 ngàn Chưa có vợ Nghe đến đây Nguyệt cười nát nẻ <cười> Điểu giả thật Thế mà cô tin sao Em nghe sao hay vậy Thưa bà em đâu có ham danh ham tiền Nếu em muốn bước thêm bước nữa Thì em đã có chồng kỹ sư bác sĩ rồi Em sợ dĩ chưa nhận lời ai Vì em tự hiểu hoàn cảnh của em Trước kia em có một vị hôn phu Chúng em yêu nhau Em đã lỡ trao thân cho chàng Thì chẳng may chàng bị bệnh rồi mất Em có thai Và sau khi sanh em ở dậy cho đến bây giờ sự làm lỡ của em kể ra thì không phải là làm lỡ. nếu gì hôn phu của em còn sống và cưới em kịp, sở dĩ làm bận tai bà về câu chuyện không đẹp đẽ của em là cốt để bà hiểu rằng em không phải là một đứa hư hỏng, nghèo nàn và thiếu học. Nguyệt thấy Thủy thành thật thì thương hại. Tông đã lừa cô. Anh ấy là anh tôi, nhưng tôi không phục anh ấy chút nào cả. Anh đã lừa không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội. Nguyên trước kia anh ấy là con nuôi của mẹ tôi. Mẹ tôi giàu có Anh nhắm vào gia tài của mẹ tôi Và phá của mẹ tôi rất nhiều tiền Anh lại còn muốn cưới cho được tôi Nhưng mẹ tôi đâu chịu gả Giả lại tôi đâu thèm ưng anh ấy Thủy không còn biết phải tin ai Tống đã nói sai Nguyệt đã nói thật Hay cả hai đều bịa đặt Nguyệt nghĩ một chút đoạn nói tiếp Kịp đến lúc mẹ tôi gả tôi cho kỹ sư văn Thì Tống giận mẹ tôi bỏ nhà ra đi Tống ra đi ít lâu mang bệnh tật Đói rách lại mang thân về nương nhờ mẹ tôi rồi mẹ tôi chết tống thừa hưởng của hương hỏa và ở đó thờ phụng mẹ tôi bao nhiêu tiền mẹ tôi để lại tống xài hết và gần đây cứ theo xin tiền tôi tống biết tôi không thể về giữ ngôi nhà ấy nên cứ làm eo làm sách đòi bỏ nhà ra đi tôi sợ không ai thờ phụng mẹ tôi nên phải cho tiền anh anh gian tôi giàu có nên cũng rộng rãi anh ấy cũng thường giúp tiền cho tống tống xin nhiều lần quá tôi không chịu được nên có phiền trách anh ấy Và khuyên anh ấy nên cưới vợ Đừng có nay cô này Mai cô khác nữa Anh ấy lấy của anh văn ba chục nghìn cưới vợ Nhưng vợ đâu vẫn không thấy Tôi giận quá Định về đòi tiền lại Nhưng anh văn không cho Hôm nọ nhân về thăm nhà Tôi nghe chú Nam bảo Tống lại mới có nhân tình khác Tôi giận quá Nên mới cố làm cho Tống một mẻ Thủy ngồi nghe Cố so sánh những lời của Nguyệt Với những lời mà Tống đã nói với nàng xem thử có liên quan gì với nhau không. Nguyệt cười có vẻ đắc chí. Nhưng không ngờ, anh ấy vừa trông thấy tôi đã bỏ trốn. Tôi cũng không muốn làm dữ làm gì. Thủy nói một câu để dọ dẫm. Anh Tống bảo là bà ngăn cấm, không cho anh cưới vợ. Nguyệt lòng đôi mắt, sòng sọc nhìn vào mặt Thủy. Tống đã nói thế à? Tôi sẽ bẻ của anh ấy. Cái nhà của tôi, tôi cho anh ở là để thờ phụng mẹ tôi. Chứ có phải đến ấy dắt gái về bẩn cợt đâu anh ấy đưa gái về Tôi có quyền cản Thủy nói Bà đã cho em biết rõ về con người Tống Em thành thật cảm ơn bà Cũng may là em chưa nghe lời năng địa của Tống Theo lời bà thì Tống nói sai cả sự thật Thủy nhìn đồng hồ Toàn đứng lên thì Nguyệt giữ nàng lại Cô ngồi chơi Nãy giờ tôi quên bảo chúng nó rót nước cho cô Nguyệt gọi người rót nước Và nói với Thủy Cô còn trẻ và đẹp quá Ai đã giới thiệu cô với anh Tống vậy? Thủy Thành thật kể Nguyệt nghe về chuyện tình cờ mà nàng gặp Tống. Nguyệt nói, chắc Tống đã dò xét nhiều về cô rồi. Tống biết cô giàu, có thể làm tiền được. Tống ghê gớm lắm, biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ trong trắng đã khổ vì Tống. Họ đến đây than khóc với tôi, nhưng tôi biết làm sao mà giúp đỡ họ. Có người lỡ có thai với Tống, sợ mang tay mang tiếng, đến giờ tôi giúp ít tiền để sanh đẻ. Tôi không thể bỏ họ trong cảnh khổ đau, nên cũng phải giấu nhà tôi cho họ chút ít tiền Thủy nghe dạy phục Nguyệt hết sức Nàng nói Bà tốt quá Nguyệt cười nụ Lúc nãy thấy cô đến Tôi nghĩ ngay cô cũng là nạn nhân của Tống Và cô tìm đến tôi để than thở Đêm qua sau khi gặp bà Em buồn quá Bỏ về nhà Thì Tống đi theo em Là cả kể hết chuyện này đến chuyện nọ Cố làm cho em tin chàng Và đừng giận chàng nữa Nhưng em vẫn không tin chàng được Cô khôn lắm Tôi thành thật khen cô Nhưng Tống đã kể gì với cô? Thủy đang muốn dò xét về con người Nguyệt nên nói Anh Tống nói về cái chết của ông Vũ Em ông kỹ sư Và về căn bệnh của Mỹ Dung Anh kể không sót một chuyện gì Khiến em nghe như là nghe chuyện tiểu thuyết Nguyệt cao mày Đàn ông mà cũng bếp xếp đến thế Ai chịu nổi Những câu chuyện ấy Liên căn gì đến cô Mà bắt cô phải nghe Nhưng thưa bà những chuyện ấy ly kỳ quá Em nghe cũng thấy thích Nhưng không biết có đúng sự thật không Tống đã kể như thế nào Thủy kể lại cho Nguyệt nghe những chuyện Tống đã nói Nguyệt nghe xong lắc đầu Cũng là bịa đặt thôi Nhưng cô tin Tống làm chi Không tin, em mới đến đây Nãy giờ em làm phiền bà nhiều rồi Xin bà tha lỗi cho em Xin phép bà em về Và em nhờ bà nếu có thể tìm cách ngăn cấm anh Tống Đừng cho anh ấy đến phá rầy em nữa Nguyệt nói được tôi sẽ giúp cô nguyệt đưa thủy ra cửa có vẻ thân mật lắm thủy ra về nghĩ rất nhiều về con người của nguyệt nguyệt có vẻ hiểm ác không thành thật theo nhận xét của thủy thì giữa nguyệt và tống có điều gì ám muội chứ không phải vô cớ mà nguyệt theo giữ tống đành rằng những lời của tống không đáng tin nhưng những lời của nguyệt chưa chắc đã thành thật nhưng sự gặp gỡ với nguyệt ngày hôm nay đã giúp thủy hiểu nhiều biết nhiều và làm cho nàng sáng suốt hơn dù sao Nguyệt cũng đã giúp nàng đề phòng về con người điên đảo, điên qua như tống. Riêng về phần Nguyệt, Thủy về rồi, Nguyệt ngồi suy nghĩ. Nàng không khỏi khen Thủy có đủ can đảm và khôn khéo để đến gặp nàng và trình bày rõ rệt về chuyện quan hệ với Tống. Một thiếu nữ như thế thật đáng kính phục. Lần này thì Tống hết mong phụ Nguyệt nữa. Thủy sẽ không bao giờ để Tống đeo đuổi nữa. Tống sẽ không còn lên mặt với Nguyệt. Mấy lúc này, Tống tỏ ra không cần Nguyệt, vì Tống nghĩ rằng chàng sắp đào trúng một mỏ vàng. Lần này thất bại, Tống sẽ oán ghét Nguyệt và cho là Nguyệt đã phá Tống. Tống oán ghét Nguyệt nhưng rồi Tống không thể rời nàng được. Tống sẽ trở lại năn nỉ nàng. Lúc bấy giờ, Nguyệt sẽ làm cho Tống biết tay nàng. Nghĩ đến thắng lợi ấy, Nguyệt nở một nụ cười đắc chí. Nguyệt đứng lên đi đi lại lại trong phòng, sắp đặt những việc cần phải làm gấp nàng không thể để dân đưa người bà con về ở ngôi nhà của mẹ nàng người ấy sẽ là người tay trong của dân nguyệt làm sao lui tới ở đó để gặp tống được nàng phải tìm ngay một người tin cẩn của nàng và cho họ về ở đó mới được nàng cố bơi trí nhớ tìm một người có họ hàng với nàng mà giờ đang nghèo khó nàng tìm mãi không nhớ ai là bà con vì lúc mẹ nàng còn sống bà rất keo kiệt bao nhiêu bà con bên chồng bà đều không nhìn nếu họ hơi sa sút có địa gì thua kém Còn bà con bên ngoại thì không có ai cả Nguyệt cao mày suy nghĩ, bỗng reo lên Thôi được rồi, trước kia ta có một chị bếp rất trung thành Chị Sáu ấy giúp việc cho mẹ ta những 9-10 năm Sao mẹ chị ấy bệnh nặng, chị phải về nuôi mẹ Nhưng bây giờ chắc mẹ chị Sáu không còn sống Chị Sáu có thể lên giúp ta, ta còn nhớ chỗ ở của chị Nghĩ đến đây, Nguyệt dội dã đi tìm chị Sáu chị vui mừng chạy ra đón Nguyệt và hỏi lăng xăng: cô dạo này trông đẹp quá, cô đến thăm tôi, chắc là tôi sắp trúng số rồi. Nguyệt cười: tôi đến nhờ chị một việc đây. chị sáo dội nói: cô kêu tôi nấu bếp cho cô chứ gì? Xin lỗi cô, tôi cứ quen miệng. cô bây giờ là bà kỹ sư rồi mà, đổ rầy tôi cũng rảnh cô ạ. À. mẹ tôi mất 6 tháng này, cô thấy đó, già cửa dột nát, chồng thì thất nghiệp hai đứa con đi ở mướn cả rồi nguyệt nghe thế mừng lắm liền cho chị biết là nàng đang cần đến chị chị sáu cũng tỏ vẻ mừng rỡ nếu cô muốn tôi về giữ ngôi nhà thờ thì tôi phải bán căn nhà này và bàn lại với anh sáu nếu anh sáu chịu á thì ngày mai tôi ra cho cô hay nguyệt nói anh chị ở đó nhà cửa rộng rãi tiền điện nước tôi chịu mà mỗi tháng tôi còn cho anh chị một ngàn đồng có điều này anh chị nên để ý là nếu anh chị bằng lòng á thì tôi sẽ nhận anh chị là bà con phía ngoại của tôi có thế ông kỹ sư của tôi mới cho anh chị ở chị sáu nói chúng tôi sẽ làm theo ý lời cô dặn Nguyệt nói tôi sẽ để cho anh chị ở cái nhà sau còn cái nhà ngang và nhà trên thì anh tống ở anh ấy không ở luôn tại nhà mà thỉnh thoảng mới về cũng như tôi tôi cũng thỉnh thoảng về để thăm qua nhà cửa và cúng kiến mẹ tôi chỉ có anh gian lợi ít về nhà mà thôi. Nguyệt rút ở trong ví ra một tờ giấy bạc 100, trao chị Sáu và nói Đây, tôi đưa chị tiền xe để mai chị ra trả lời cho tôi. Chị biết nhà tôi chứ? Chị Sáu nói Cô cho nhiều quá, nhà ông kỹ sư tôi có đến vài lần. Tôi sẽ bạn với anh Sáu và ra trả lời gấp cho cô. Nếu chưa bán kịp nhà thì chúng tôi cho anh chính thợ mộc thuê làm trải cưa cũng được. Nguyệt đứng dậy ra dậy, lòng vui vẻ. Như khi ngồi vào xe, nghĩ đến Tống, không biết bây giờ Tống ở đâu thì Nguyệt lại buồn rười rượi. Muốn tìm ra Tống đâu phải chuyện dễ. Đợi Tống hết tiền, trở về tìm nàng thì cũng còn lâu. Nguyệt tự an ủi. Thế nào rồi Tống cũng trở về. Lấy quần áo, mình cất chìa khóa, Tống đâu dám đến nhà mình. Nguyệt ở nhà chị Sáu đi thẳng về nhà sai chị bếp đi lại nhà của mẹ nàng để xem thử coi lai dạng ở đó không chị bếp về cho hay là lúc sáng tống có dậy nhưng thấy cửa đóng lại ra đi ngày hôm sau nguyệt về nhà mẹ thật sớm nàng mở tất cả cửa ra và ngồi đợi tống mãi đến trưa vẫn không thấy tống về nguyệt nhớ là có hẹn với chị sáu nên vội dã về nhà chị sáu đã đến nhận lời và hẹn trong ba ngày nữa chị sẽ dọn về ở tại nhà của bà định Nguyệt cho chị một số tiền để chị thu xếp việc nhà. Tối hôm ấy, Nguyệt bỗng nhớ đến Thủy. Hôm nọ, Thủy có chị chỗ ở cho nàng. Mấy hôm nay thế nào Tống cũng đến thăm Thủy. Và nếu như Thủy thành thật, thì Thủy sẽ không tiếp Tống. Nguyệt có thể nhờ Thủy mà biết chỗ ở của Tống. Nghĩ đến đó Nguyệt vui mừng, gia đình đến sáng sẽ đến nhà Thủy. Mấy hôm nay dăng đi suốt ngày và ban đêm cũng không về nhà nguyệt lấy làm khó chịu về cách đối xử ấy của văn thì sáng nay văn sai người mang giấy về cho nguyệt báo cho nguyệt biết là chàng phải đi chán một vài tuần vì công việc làm ăn trong thư văn viết mấy tuần nay vì săn sóc mỹ dung nên anh bỏ cả công việc làm ăn bây giờ các chi nhánh viết thư về mời anh đi một vòng xuống giếng họ để luôn tiện thâu tiền anh đi độ mười hôm sẽ về đến sài gòn em đừng trông đợi anh nhiều nguyệt cũng hiểu là văn diện lẽ như thế Chứ thật sự đang ở luôn trong bệnh viện với Mỹ Dung Không hề đi đâu cả Nguyệt tự bảo Được, muốn gì thì gì Tao cũng đang cần thì giờ để sắp đặt công việc đây Sáng hôm sau Nguyệt dậy thật sớm Nàng sửa soạn thật cẩn thận Và lên xe đi thẳng lên nhà Thủy Lúc bấy giờ chưa 7 giờ sáng Thủy đang ngồi dùng điểm tâm Thấy Nguyệt ở ngoài đi vào Thì không khỏi ngạc nhiên tự hỏi Bà ấy đến đây làm gì kìa Dân thủy vẫn ngồi yên Sửa lại chiếc áo kimono Mà nàng vẫn khoác Nguyệt ung dung đi dạo Vừa đi vừa nói lớn Cô ở biệt thự đẹp quá Thủy đứng lên chào Bà đến sớm quá Nguyệt nói Tôi sợ đến trễ Thì cô lại đi làm rồi Thủy cười Em cũng sắp đi làm đây Em đã sửa soạn xong cả rồi Nguyệt lặp lại lời khen lúc nãy Cô ở biệt thự đẹp quá Thủy nói có vẻ khiêm nhượng so với ngôi nhà của bà có thấm thiế vào đâu nhưng nhà của cô bậy biển mỹ thuật quá ai đã giúp cô trang hoàng khéo như thế này chị của em chị ấy rất có khiếu về thẩm mỹ chính chị ấy đã mua cho em ngôi nhà này chứ em đi làm đồng lương có là bao không đủ cho em xài có đâu đến chuyện mua nhà mua cửa các anh chị của em người nào cũng có gia đình và người nào cũng giàu cả mẹ em sợ em ở nhà buồn nên muốn em đi làm cho khoay Thái Nguyệt còn đứng nhìn khắp phòng Thủy mời Nguyệt ngồi và nói Bà đến tìm em có chuyện chi không? Nếu không có chuyện Tôi đã không đến Mấy hôm nay Tống có đến đây thăm cô không? Có đến hai ba lần Nhưng em không tiếp Chị bếp bảo là em về quê Mà em sắp về quê thật bà Hôm nay em vào sở Giao công việc cho các bạn làm Rồi chiều nay em nghỉ Em muốn tránh Tống Thế à? Thế cô về quê bao lâu mới lên? Thủy ngẫm nghĩ một lúc Em cũng chưa biết bà ạ Em định xin nghỉ một năm Nếu không được thì nghỉ luôn Mẹ em già rồi Mà các anh chị em thì ai cũng có gia đình riêng Nhà cửa ruộng đưa không ai trong non cả Mẹ em muốn em ở nhà giúp bà Nhân câu chuyện anh Tống Em chán nản Không thích ở Sài Gòn nữa Nhưng về quê em lại buồn Tôi mà giàu như cô á Tôi không bao giờ làm việc cực nhọc như thế Cực nhọc nhưng cũng vui Cô biết Tống thường ở đâu không? Tống thích ăn ở nhà hàng nào? Tống thường lui tới tiệm khiêu vũ nào? Mấy lúc trước, Tống thường rủ em đi ăn ở chợ cũ và hình như tối nào Tống cũng đến tiệm khiêu vũ ở đường Hàm Nghi. Tống có rủ cô đi không? Đi ăn thì có, nhưng đi khiêu vũ thì em không thích. Tống chê em là hũ, là xưa. Nói đến đây, Thủy nhìn lên chiếc đồng hồ lớn, đã gần 7 giờ rưỡi. Nguyệt thấy sắp đến giờ Thủy đi làm thì nói cô cứ sửa soạn đi kéo trễ giờ thủy cởi chiếc áo kimono ra và nguyệt nhìn thấy bộ áo quần bằng hàng của thủy đang mặc bộ áo quần ấy may bằng hàng màu hồng có kết ren trắng trông có vẻ quý phái lắm thủy trong bộ áo quần ấy trông thật ngây thơ và xinh xắn nguyệt thấy thủy có phước nếu nàng không can thiệp kịp thì tống đã làm chủ con người đẹp ấy rồi và còn gì là đời thủy nguyệt buộc miệng chà cô đẹp quá Thôi chào cô Cô còn phải đi làm Chứ không tôi ở đây nói chuyện với cô cho vui Thủy nói Chào bà Không tiếp bà lâu được Em tiếc quá Xin bà cảm phiền Nguyệt đứng dậy ra dậy Thủy đứng nhìn cho đến lúc Nguyệt ra tận ngoài đường Mới quay vào Thủy nói Những hạng người ấy mới đáng đề phòng Ngày mai ta không còn ở đây nữa Giữa Tống và ta không còn liên hệ gì Cũng may ta không hề giết cho Tống lấy một chữ và cũng không cho tống một bằng cớ gì để có thể lợi dụng sự quen biết với ta mà làm khổ ta sau này. Nguyệt ở nhà Thủy, đi thẳng lại chợ cũ, nàng đi qua các tiệm ăn, nhìn vào xem thử có tống ngồi la cả ở đó không, nhưng nàng không thấy tống đâu cả. Thất vọng, Nguyệt trở về nhà, Nguyệt cười lạc nói. Rồi tống sẽ hết tiền, và xà chạy lại tìm ta, việc gì ta phải tìm cho mệt. Cây bộ của tống mà làm gì ra tiền, lại quen tiêu xài phóng túng thì có nước là đi lừa gạt người ta mà thôi chương 7 sau cơn mê muội giăng xóc mỹ dung lên xe cho xe chạy một hơi về bệnh viện bác sĩ quân đi vắng chỉ có hồng mà thôi cũng may hôm ấy gặp viên gác của hồng giăng gọi hồng cuốn quýt cô giúp tôi đỡ mỹ dung vào phòng bác sĩ quân có nhà không cô Hồng thấy vẻ mặt hớt hại của Giang thì biết có chuyện không may, vội giá chạy ra, vừa chạy vừa hỏi. Chuyện gì thế? Mỹ Dung bị trúng gió à? Bác sĩ quân đi vắng rồi. Giang nói, làm sao bây giờ? Cô biết bác sĩ quân đi đâu không? Hồng thấy Mỹ Dung nằm bất tỉnh, mặt xanh như tàu đá thì chạy vào, hối hai người nhân công, mang băng ca ra để đem Mỹ Dung vào. Hồng giúp họ đặt Mỹ Dung nằm tử tế vào giường, rồi đi lấy thuốc tiêm cho Mỹ Dung đoạn lên văn phòng gọi điện thoại cho bác sĩ Quân. Cũng may là bác sĩ Quân có ở nhà. Và một lát sau, bác sĩ Quân đã lái xe đến bệnh viện. Bác sĩ Quân chưa kịp hỏi hang gì, đã làm gây phận sự là xem mạch cho Mỹ Dung. Xem xong bác sĩ Quân lắc đầu nói. Dạ, nguy quá, việc gì đã xảy ra? Và làm Mỹ Dung chết giấc thế này. Lúc nãy, cô chích thuốc khỏe phải không cô Hồng? Hồng gật đầu, bác sĩ Quân ngồi phịch xuống ghế, dễ mặt đầy thất vọng nhưng vài phút sau, bác sĩ Quân đi qua phòng bảo chế và gọi Hồng theo. Dạng đau đớn quá, cứ đứng nhìn Mỹ Dung không chớp, Mỹ Dung nhắm nghiền đôi mắt, làn da xanh như không có một giọt máu, mồ hôi chảy dài trên trán nàng, và Giang cảm thấy làn da của nàng lạnh ngắt, Giang toát mồ hôi khi nghĩ đến người nằm đó đã chết. Trời ơi, nếu Mỹ Dung chết, Giang chưa bao giờ thấy đau khổ như lúc này, chàng thấy đời chàng không còn hy vọng và tươi vui gì nữa Mấy lúc này chàng sống vui vẻ là nhờ có Mỹ Dung. Mỹ Dung gần như là lẽ sống mới của chàng. Thế mà bây giờ Mỹ Dung đã như xác chết như thế kia thì chàng không đau đớn sao được. Chàng lay Mỹ Dung, lấy bàn tay mình nắm chặt bàn tay Mỹ Dung như muốn truyền sức lực của mình qua cho nàng và gọi nho nhỏ. Em Mỹ Dung, em Mỹ Dung. Mỹ Dung vẫn nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở thôi thóp. Bác sĩ Quân đã vô thuốc vào ống chích và mang lại bên Mỹ Dung bác sĩ chích cho Mỹ Dung và nói với Giang Mùi thuốc này công phạt ghê lắm Nếu đúng bệnh thì Mỹ Dung sẽ tỉnh sau khi thuốc thấm vào người Còn không thì chắc phải bó tay Bác sĩ chích thuốc xong ngồi xuống bên Mỹ Dung và đợi Hồng lấy dụng cụ đo huyết áp ra và Giang thì nhìn Mỹ Dung mà dễ mặt buồn rầu không sao tả được Một lát Mỹ Dung quay qua phía khác Thở dài một cái rồi lại ngủ liệm như trước Bác sĩ Quân lắc đầu Vẫn còn mê, chưa tỉnh Nhưng cũng còn hy vọng cứu chữa Thôi cứ để yên cho cô ấy nghỉ Và đã có cô Hồng coi chừng Chúng ta ra ngoài nói chuyện Bác sĩ Quân kéo Giang ra ngoài Giang đi theo bác sĩ như một cái máy Cả hai ngồi xuống một cái băng dài Và bác sĩ Quân nói Đầu đuôi như thế nào Mà Mỹ Dung bất tỉnh Giang do dự thì bác sĩ Quân đã nói tiếp Tại ông đã nói sự thật cho Mỹ Dung nghe Giang lắc đầu Tôi đã nói gì đâu Tôi đưa cô ấy đi chơi và dọc đường đã gặp một chuyện rủi ro. dàn kể bác sĩ quân nghe về chuyện đã xảy ra bằng một giọng buồn rầu rồi nói. Tôi không ngờ Vũ, em tôi, có một cô nhân tình nữa và đã có con với người này. Mà lạ quá, cái chết của Vũ đâu có âm thầm, các báo làm rùm beng lên như vậy. Tại sao cô nọ lại không biết? Bác sĩ quân nói, cô ấy là ai? Ở đâu mà không biết Vũ chết? Tôi gặp cô ấy ở Thủ Đức, còn cô ấy ở đâu thì tôi không biết. Vì tôi có kịp nói gì với cô ấy đâu Cô ấy làm tôi là vũ Nên mắng tôi là kẻ tị bạc Trốn tránh cô ta Trong khi cô ta bị bệnh Cô ấy chụp lấy tôi Làm giữ với tôi trước mặt Mỹ Dung Khổ cho tôi là nếu tôi nói thật cho cô ấy biết Tôi không phải là vũ Thì coi như tôi đã gián tiếp nói cho Mỹ Dung biết tôi là ai Còn không nói Thì cô nọ cứ tưởng tôi là vũ Nên lôi kéo tôi Cô ta còn quay lại phía Mỹ Dung Mắng nhiếc nàng Làm nàng xấu hổ với những người xung quanh sau cùng tôi luống cuốn quá và nghĩ rằng nếu không nói thật thì cũng nguy. Vì nếu Mỹ Dung cứ tin tôi là Vũ và được biết Vũ có nhân tình và có con thì Mỹ Dung sẽ mất trí. Lại bất đắc dĩ, tôi phải nói với thiếu phụ ấy rằng cô làm rồi, tôi không phải là Vũ. Tôi là anh ruột Vũ. Lúc bấy giờ, không biết Mỹ Dung có nghe rõ những lời tôi nói không mà nàng ngã ra bất tỉnh. Bác sĩ Quân nghe Giang nói, mặt lại lộ vẻ vui mừng. Căn bệnh đau tim có nhiều cái khó hiểu lắm. Mỹ Dung dị quá cảm xúc mà mất trí. Nhưng sau lần mất trí ấy, nếu nàng lại bị một sự cảm xúc đột ngột và mạnh mẽ hơn trước, thì nàng sẽ có lại trí nhớ và bệnh mất trí sẽ biến mất. Nhưng sau khi khỏi hẳn, người bệnh sẽ bi quan và thay đổi tánh tình một cách bất ngờ. Những gì trước kia người bệnh thích thì sau khi lành bệnh lại ghét. Không biết Mỹ Dung có trong trường hợp này không? Nàng có thể ngủ cả 2-3 ngày mới thức dậy. Chúng ta phải làm sao giữ cho nhiệt độ trong người Mỹ Dung được điều hòa và đem thuốc bổ vào thân thể nàng luôn Xin bác sĩ tận tâm lo cho Mỹ Dung Tôi sẽ đền ơn bác sĩ một cách xứng đáng Bác sĩ quân cười có vẻ bí mật Đó là bổn phận của tôi Hà tất ông phải nói đến Bác sĩ quân nói xong Đứng dậy vào xem mạch cho Mỹ Dung Dặn Hồng phải ở bên Mỹ Dung luôn cho đến sáng Rồi ông ra về Dặn lo lắng đón bác sĩ lại Nếu có việc gì Tôi có thể nhờ của Hồng gọi điện thoại mời bác sĩ Bác sĩ quân nói Tôi đã dặn kỹ cô Hồng rồi Ông đừng ngại Nếu ông có công việc á thì cứ về Nếu Mỹ Dung tỉnh lại hay cần điều gì Thì đã có cô Hồng Giả lại tôi muốn ông tránh mặt đi là hơn Vì để xem thử Mỹ Dung khi tỉnh lại Có còn mất trí Mà tin ông là vũ nữa không Hay Mỹ Dung đã nhớ lại tất cả Ông đã hiểu ý tôi chưa Giang gật đầu Tôi hiểu ý ông lắm Nhưng tôi về nhà thì lại không yên lòng Ông cho phép tôi ở lại đây Nhưng là ở phòng bên cạnh bác sĩ quân cười nói được tôi nhờ cô hồng xem chừng các ông giang nữa nha nói xong bác sĩ quân ra về bác sĩ nói lẩm bẩm một mình không khéo khi cứu một người khỏi bệnh thì mình lại làm cho một người khác mắc bệnh bác sĩ quân nghĩ đến đó thích chí cười một mình nhưng bác sĩ về đến nhà ngồi đứng vẫn không yên bác sĩ sợ nếu ở bệnh viện xảy ra việc gì mà bác sĩ không đến tánh mệnh của mỹ dung có thể nguy được vì thế cứ một giờ là bác sĩ gọi điện thoại hỏi thăm chừng hồng về sức khỏe của mỹ dung một lần suốt đêm ấy mỹ dung ngủ ly bị cho đến sáng và bác sĩ quân đến thăm bệnh cho nàng thì nàng cũng không hay biết gì cả nhưng làn da đã bớt xanh và hai môi đã hồng thắm lại dặn theo bên bác sĩ quân và hỏi sao cô mỹ dung ngủ ly bị như vậy bác sĩ quân nói có thể ngủ cả tuần tôi có trị cho một người bệnh cách đây ba năm cũng ở một trường hợp như cô mỹ dung và cũng đang ngủ 5 ngày đúng Người này là một người đàn ông đứng tuổi Có một người con trai đi ra mặt trận Một hôm có tin dậy báo con ông ta đã chết nghe cái tình đau đớn ấy ông chết giấc Vì ông chỉ có một người con trai Vì khi vợ ông sanh ra cậu con trai ấy đã bỏ mình Người ta đã tìm đủ cách mới làm cho ông tỉnh lại Nhưng khi tỉnh rồi thì ông ngồi đâu cũng nói lãm nhảm Và cười khóc không chừng như một đứa bé Ba năm trôi qua Ông sống trong tình trạng đau thương ấy cho đến một hôm Người con ở đâu trở về Ông trông thấy mừng quá Ôm lấy con rồi ngã ra chết giấc Người đó xóm gọi mấy ông cũng không tỉnh Lúc bấy giờ người ta mới chở ông vào bệnh viện Tôi cũng đã lo đủ cách cứu chữa Ông không chết hẳn Nhưng ngủ năm sau ngày Rồi tỉnh lại như thường Và khi tỉnh thì nhớ lại tất cả Cho đến những việc rất nhỏ ông cũng nhớ Và nghe bác sĩ quân nói Tỏ ý mừng thầm Nếu vậy cứ để yên cho cô Mỹ Dung ngủ Bác sĩ Quân nói Cô Hồng là y tá của bệnh viện tôi Nếu để cô ấy ở đây trong non Mỹ Dung Thì bệnh viện thiếu người Ông thì không thể nào săn sóc cho Mỹ Dung Phải có một người đàn bà Hay một cô gái Tôi muốn ông tránh mặt ở đây một thời gian Sau khi Mỹ Dung tỉnh lại Tôi xem thử tình thế ra sao Lúc bây giờ sẽ cho ông biết Để tùy cơ ứng biến Ông có người nào bà con mà là phụ nữ không Ông nhờ họ đến trong non cho Mỹ Dung Nhưng phải là người biết nuôi bệnh Giăng lắc đầu Tôi không biết nhờ ai cả Quay lại Hồng dặn hỏi Cô Hồng có quen ai Giới thiệu cho tôi một người Cô nhá Tôi sẽ đền ơn người ấy một cách xứng đáng Hồng đưa mắt nhìn bác sĩ quân Rồi nói với chăng Thưa bác sĩ Tôi có một người bạn có học qua một năm Ở hội Hồng thập tự Cô ấy hiện nay chưa có việc làm Có thể giúp ông Giang được Bác sĩ quân hỏi Có phải cô Di không Hồng nói Chính cô ấy Bác sĩ quân có vẻ lưỡng lự Cô Di ấy, thì tôi không thích Vì cô ấy thích ăn diện hơn nuôi bệnh Nhưng nếu không có ai Thì đành dùng tạm cô ấy vậy Hồng nói Ông nghĩ sao ông kỹ sư Giang nói Cô mời dùm cô ấy lại đây Tôi sẽ bàn kỹ với cô ấy Hồng nói Chiều nay tôi được nghỉ Tôi sẽ đi tìm cô Di đưa lại đây Bác sĩ quân nói với Giang Trong khi chưa tìm được ai Mình tạm giờ cô Di cũng được trước kia cô ấy cũng có giúp việc ở đây nhưng tại cô ấy có tính thích làm đẹp nên tôi đã cho nghỉ hồng mỉm cười rồi đi ra để bác sĩ quân dạy giang nói chuyện với nhau thấy hồng đi rồi bác sĩ quân nói cô ấy làm dáng và muốn tôi để ý mới buồn cười vì thế mà tôi cho cô ấy nghỉ. giang thành thật hỏi nếu vậy bây giờ tôi nhờ cô di thì có phiền cho bác sĩ không cũng không có gì đáng phiền vài tuần lễ nữa mỹ dung sẽ khỏi Lúc ấy chúng ta không cần đến cô Di nữa Chiều hôm ấy Hồng đưa Di đến Bác sĩ quân lánh mặt Để dàn thương lượng với người Hồng giới thiệu Thưa ông kỹ sư Đây là Di Người bạn mà tôi đã giới thiệu với ông lúc sáng Dàn chưa kịp nói Thì Di đã ổng ẹo lườm Hồng một cái Sao lại Di trống lỏng như thế Tường Di chứ Hồng cười Thì Tường Di Dàn nhìn Tường Di từ đầu đến chân rồi quay đi chỗ khác. Chàng chưa bao giờ thấy một thiếu nữ diêm dúa như thế. Vì không đẹp, làn da thì đen ngâm ngâm mà lại mặc một cái áo dài màu đỏ chói. Nàng trang sức rất nhiều nữ trang kỳ dị, như một cô gái sơn cước. Con người như thế, làm người nuôi bệnh thì không xứng chút nào cả. Con người như thế, chỉ có nước làm chiêu đãi viên mà thôi. Giang liền nói, cô vui vẻ quá, bắt cô ngồi một chỗ với người bệnh, liệu cô có chịu được không tường gì nãy giờ cứ nhìn văn trăng trối nghe văn khen mình vui vẻ thì cười toe toét ông đã nhờ tôi tôi xin vui lòng giúp ông tôi làm nghề này đã quen rồi ông cứ yên lòng huống chi theo chị hồng cho biết ông cũng ở luôn với tôi nữa văn cãi lại bác sĩ quân không cho tôi ở đây thỉnh thoảng tôi đến ở phòng bên và cô cho tôi biết tin tức của người bệnh văn thương lượng về giá cả xong thì bảo tường di bắt tay vào việc ngay đêm ấy hồng dặn di những điều nàng phải làm và nói ông Giang nghĩa phòng bên cạnh nếu có việc gì cần chị cứ sang hỏi ông ấy ông ấy ở đây dài đêm cho chị quen việc chị nhớ hễ cô mỹ dung thức dậy thì bất cứ vào giờ nào chị cũng phải gọi cho bác sĩ quân biết chị nhé hồng đưa di vào phòng mỹ dung mỹ dung nằm nghiêng mặt ra ngoài và ngủ say đôi má hơi ửng hồng mái tóc của mỹ dung bỏ rối trên chiếc gối và lòa xòa quanh cổ nàng di ngắm mãi không chán cô nào đây mà đẹp quá ý trung dân của ông kỹ sư văn ạ à? hồng thấy văn có vẻ ngượng nghịu thì nói ngay không mỹ dung là em gái ông văn đó văn không hiểu tại sao hồng lại bảo mỹ dung là em ruột mình chàng vẫn đứng lặng thinh không cãi lại trong khi di thở ra một cách khoan khoái thế à thế thì ông văn của em gái đẹp quá Tôi sẽ săn sóc cho cô Mỹ Dung chóng lành Từ ngày tôi làm nghề này đến giờ Tôi nuôi ai á là người ấy mạnh Chưa ai chết bao giờ Tường Di nói xong Cởi áo dài ra Và khoác áo blue trắng vào Hồng nói nhỏ vào tai Di Chị đừng đùa bỡn đấy nhé Ông Văn là người đứng đắn Di cao mày không trả lời Hồng ra về Di lại ngồi vào một chiếc ghế bên giường của Mỹ Dung Giang đi ra và dặn Di Cô ráng làm đúng theo những điều đã ghi trên tờ giấy kia cô nhé. Hôm nay tôi có việc phải về nhà. Tối tôi sẽ trở vào. Dì nói. Vậy ông cứ đi công việc của ông đi. Tôi sẽ làm đúng lời bác sĩ dặn. Nhưng ông có để địa chỉ lại đây không? Nếu tôi cần liên lạc với ông và nếu cô Dung muốn gặp ông thì tôi phải hỏi ở đâu? Giang nói. Tôi đã để địa chỉ và số điện thoại trong tờ giấy kia. Cô cứ đọc ở đó. Thôi, chào cô. Dì nhìn theo Giang đôi mắt lờ đờ, nàng quay lại nhìn Mỹ Dung rồi lẩm bẩm. Hai anh em ruột, sao họ lại không giống nhau? Anh em ruột, ta không tin như thế. Dì đi khắp phòng, thấy gì cũng tỏ vẻ tò mò. Nàng lại đứng ngắm Mỹ Dung, người đâu mà đẹp thế. Nếu Mỹ Dung là em kỹ sư dân, thì thế nào bác sĩ quân cũng tận tâm chăm sóc cho Mỹ Dung? Tại sao dân lại đưa Mỹ Dung đến đây? Bệnh viện của bác sĩ quân là một bệnh viện tư có tiếng lấy tiền rất đắt. Chỉ có những người thật giàu và thật sang mới giàu nằm đây. Kỹ sư Giang chắc giàu lắm, mà có lẽ là bạn thân của bác sĩ Quân cũng không biết chừng. Nghĩ đến đây, vì cao mày. Cách săn sóc chu đáo thế này, chứng tỏ bác sĩ Quân để ý đến người bệnh rất nhiều. Vì mỉa mai, một người đẹp như thế mà không để ý sao được. Bác sĩ Quân lại là người có thẩm mỹ. Lần này thì đố bác sĩ thoát khỏi lưới tình. Mấy lúc này bác sĩ tự phụ là không có người đẹp nào Có thể làm rung động quả tim của bác sĩ nhưng ngồi lại chỗ cũ Và lấy báo ra đọc để giết thì giờ Mỹ Dung ngủ đến khuya bóng cửa mình thức dậy Nàng bàng hoàng mở tôi đôi mắt Nhìn khắp phòng Ánh đèn xanh mờ ảo Tỏa ánh sáng một cách quyền diệu Mỹ Dung đưa tay lên trán Cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối Rồi nàng ngồi dậy Nghe đầu nặng như có một viên đá lớn đè lên Nàng lại nằm xuống bỗng nàng nhớ ra là nàng nằm ở bệnh viện điếc nhìn về phía cửa sổ không thấy ai cả cô y tá ngủ ngon lành trên chiếc ghế bố mỹ dung quên bẩn không biết cô y tá tên gì nàng quên tên thì làm sao gọi cô ta được nàng đưa tay bấm ngọn đèn giữa căn phòng sáng lên rực rỡ và di đang ngủ bóng giật mình thức dậy vì ánh đèn chói lòa khi thấy mỹ dung đã tỉnh lại di mừng rỡ hỏi cô đã tỉnh rồi à dì quên rằng mỹ dung đâu biết nàng là ai mỹ dung nhìn Di ngạc nhiên cô hồng đâu rồi mấy giờ rồi cô Di nói cô hồng hôm nay không có phiên gác cô ấy về rồi ông giang vợ tôi ở luôn đây với cô để săn sóc cho cô cô ngủ cả mấy ngày rồi dì đã làm sai lời dặn của bác sĩ quân bác sĩ đã ghi rõ hễ mỹ dung tỉnh dậy thì phải lập tức cho gọi bác sĩ và đừng hỏi gì hoặc nói gì với mỹ dung cả bác sĩ quân bước vào mỹ dung trông thấy bèn hỏi tôi ngủ quên đến mấy ngày rồi sao bác sĩ quân hỏi ai bảo với cô như thế cô mới ngủ lúc đầu hôm mỹ dung chỉ gì rồi nói cô này bảo chứ còn ai cô ấy là ai thế ai sai cô ta đến đây cô ấy nói cái gì em không hiểu cô bảo ông văn giờ cô đến đây bác sĩ quân nãy giờ không để ý đến gì nghe mỹ dung nói thế quay lại nhìn Di với đôi mắt giận dữ cô không theo đúng lời dặn ghi trên giấy Cô đã nói gì với cô Mỹ Dung Tai hại thật Thảo nào mà cô ấy kêu nhức đầu Vì cuối mặt nhận lỗi Không dám nhìn bác sĩ quân Bác sĩ quân liền nói Cô mở cái hộp của tôi Và lấy chai thuốc đi ghi tên ra đây Vì dội giả làm theo lời bác sĩ quân Mỹ Dung ngồi nhìn hai người làm việc Đôi mắt chớp lia Như cố nhớ lại những việc đã xảy ra Bác sĩ quân nhỏ thuốc vào nước Rồi đưa Mỹ Dung uống Mỹ Dung uống một hơi Trả ly lại và hỏi Nãy giờ bác sĩ không trả lời câu hỏi của tôi Bác sĩ quân đặt Mỹ Dung nằm xuống và nói Cô nằm yên tĩnh dưỡng Bệnh cô đã trở lại Có lẽ nặng hơn trước Mỹ Dung cao mày nói Thế à Rồi bỗng dưng đang ngồi ngay dậy và nói lớn Bác sĩ giấu tôi Tôi nhớ lại tất cả rồi Tôi đi chơi với anh Vũ Dọc đường chúng tôi gặp một thiếu phụ ẩm con Thiếu phụ ấy là nhân tình của anh Vũ Và tên là Liên Hoa Cô ta sâu xé anh Vũ Làm anh ấy xấu hổ đến nỗi phải đứng sững sờ thiên hạ bu lại xem rất đông lúc bấy giờ anh mới nói dối thiếu phụ ấy anh không phải là vũ trời ơi anh vũ tệ bạc quá anh ấy đã lừa dối tôi tôi còn nhớ lúc mới gặp tôi anh ấy đi dạy âm nhạc anh ấy bảo cô liên qua con ông hiệu trưởng yêu anh và ông hiệu trưởng đã ép anh phải cưới liên qua vì không yêu liên qua nên anh không chịu cưới và vì thế mà đành mất chỗ dậy anh vũ đã bảo với tôi như thế nhưng sự thật là khác anh ấy đã cưới liên qua và đã có con với nàng thế mà anh ấy còn lui tới thăm viếng tôi rõ là người tệ bạc không xứng đáng với tình yêu của tôi tôi nhất định sẽ quên cái con người tệ bạc ấy thưa bác sĩ xin bác sĩ làm ơn chữa cho tôi chóng lành để tôi đi làm tôi không muốn nhờ giả vũ nữa mỹ dung nói một hơi và nói thật lớn ở bên ngoài văn nghe rõ lòng lộng bác sĩ quân nói cô cứ yên lòng vài hôm nữa cô sẽ khỏe nếu cô đừng lo nghĩ gì cả Cô còn trẻ và đẹp Rồi đây có thiếu gì người sẽ yêu cô Vũ đã phụ bạc cô Thì cô còn nghĩ đến Vũ làm gì Mỹ Dung nói Từ nay tôi không muốn Vũ đến đây nữa Nhờ bác sĩ ra lệnh cấm Vũ giùm tôi Quay lại gì Mỹ Dung hỏi Còn cô này là ai Lúc nãy cô bảo ông Giang nào Giờ cô đến đây săn sóc cho tôi Vì Toàn nói Thì bác sĩ Quân đã ra dấu cho nàng im Bác sĩ giành lấy mà nói Cô này ở trên phòng khám bệnh vì cô Hồng bận việc nhà nên tôi nhờ qua đây săn sóc cho cô Cô nghe lộn Cô ấy bảo ông Quân chứ con gian nào đâu Mỹ Dung nói có vẻ không tin Tôi đã nghe lầm, lạ nhỉ nhưng cô này còn bảo là tôi ngủ 2-3 ngày Bác sĩ Quân lại nói ngủ mấy ngày thì đã sao nhờ giấc ngủ ấy mà bây giờ cô nghe khỏe Cô thấy không sao tôi sẽ chích cho cô một mũi thuốc và cô ráng nghỉ đến sáng nhé Bác sĩ quân bảo Di lấy thuốc chích cho Mỹ Dung. 5 phút sau, Mỹ Dung liêm diêm ngủ lại. Bác sĩ quân kéo mền đắp cho nàng, rồi ra dấu cho Di đi ra ngoài. Giang đợi ở trước cửa, bác sĩ quân nói với Giang. Ông nên tạm lánh mặt một lúc, để xem thử sự phận uất của Mỹ Dung đến đâu. Ngày mai cô Hồng đến, ông cũng nên cho cô Di nghỉ luôn, để cô Di ở đây không có lợi, vì Mỹ Dung đã tỉnh lại rồi. Lúc nãy, hằng ông đã nghe cô Mỹ Dung nói gì? Giang nói, dần. Tôi xin nghe lời của bác sĩ Giả lại phần sự của tôi đến đây Cũng đã chấm dứt rồi Chưa hẳn là chấm dứt Ông tránh mặt buộc lúc mà thôi Mỹ Dung chưa nhớ tất cả đâu Cô còn nhớ nhiều chuyện khác Nhưng tôi tin là từ nay cô ấy sẽ khỏe Thôi chúng ta về Chứ ở đây làm gì Tôi cũng về nhà Và sáng mai trở vô để gặp cô Hồng Giờ cô ấy già diệt Bác sĩ quân ra về Giang quay lại nói với gì Tôi cũng tưởng nhờ cô ít lắm dài tuần lễ Tôi không ngờ công việc lại xoay chiều như thế này Thôi cô đừng phiền tôi cô nhé Đây tôi xin gửi cô tiền thù lao Mong cô vui lòng nhận cho Vì nãy giờ muốn bị ốc Nàng có tính tò mò Mà những chuyện xảy ra Chuyện nào cũng có vẻ bí mật cả Nàng không biết hỏi ai để thỏa mãn sự tò mò của mình Bây giờ nghe Giang nói về chuyện cho nàng nghĩ Nàng không khỏi tiếc rẻ nhưng số tiền của Giang đưa cho nàng quá lớn, khiến nàng không khỏi mừng thầm. Tuy vậy, nàng cũng nói lấy lòng Giang. Tôi chưa giúp gì cho ông cả, ông cho tôi nhiều tiền quá, tôi không dám nhận. Giang phải nàng nỉ một lúc lâu, vì mới chịu nhận. Nếu sau này có việc cần đến em, á thì em cứ nhắn với chị Hồng. Giang nói, cảm ơn cô. Thôi, cô ráng sản sóc Mỹ Dung đến lúc cô Hồng đến. Cô ráng làm theo lời bác sĩ dặn. Tôi về bây giờ, về để nghỉ chút ít, mệt quá. Dì nói, lúc nãy tôi sơ ý nói đến tên ông, cô Mỹ Dung cứ theo chất vấn tôi về chuyện ấy mãi. Chán quá. Dì nói để dò ý rằng và để tìm hiểu đôi chút những điều mà lòng nạn đang khao khát. Nhưng dặn nói, cô ấy bị bệnh mất trí, cô không nên lấy làm lạ. Nói xong, dặn lấy áo khoác rồi ra về. Chàng đi trong đêm khuya, đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ không khí dịu mát ban đêm làm dịu bớt lòng chàng chàng thấy bình tĩnh và sáng suốt hơn mỹ dung vẫn chưa biết chàng là ai mấy lúc này mỹ dung vẫn tin chính chàng là vũ nhưng bây giờ mỹ dung không còn yêu vũ nữa nàng đang đau khổ vì sự phụ tình của vũ và rồi nàng sẽ quên vũ mỹ dung tin ở những lời của liên hoa nhưng mỹ dung lại tưởng liên hoa là ái nữ của một ông hiệu trưởng theo lời vũ đã lừa gạt để lấy tiền mỗi tháng trong lúc liên qua mắng nhiếc văn Mỹ Dung chết điếng trong lòng Nên không nghe gì nữa cả Vì thế khi văn bảo Chẳng không phải là Vũ Mà là anh ruột của Vũ Thì Mỹ Dung không nghe Và không hiểu gì nữa Lẽ ra thì Giang nên mừng là đã chấm dứt cái giai trò khó khăn mà chàng đã lãnh đóng với bác sĩ quân. Nếu Mỹ Dung đã oán ghét Vũ, không muốn thấy mặt Vũ nữa, thì chàng cứ tự nhiên ẩn mặt đi là yên ổn mọi đường. Nhưng tại sao lúc nãy Khi đứng ngoài hành lang Và nghe Mỹ Dung nói với bác sĩ quân Là tự dậy nặng không thèm tiếp vũ nữa Thì lòng văn thấy đau xót lạ lùng Từ nay chẳng không được gặp Mỹ Dung nữa Chàng sẽ không còn nghe những lời nũng nịu và giọng nói vô dương của nàng. Chàng sẽ không còn được ngắm vẻ mặt hiền từ và đôi mắt dịu dàng của nàng nữa. Một khi Mỹ Dung ra khỏi bệnh viện, nàng đâu còn biết chàng là ai. Lúc đó, gặp lại chàng, biết Mỹ Dung có đủ lý trí mà nhận ra rằng người vào bệnh viện nuôi nàng cả tháng đó không phải là Vũ không. Ý nghĩ không còn được gặp Mỹ Dung đã làm cho chàng đau khổ quá. Chàng không ngờ Mỹ Dung đã len lỏi vào cuộc đời chàng một cách đột ngột như thế. Chàng tự hỏi, hay ta đã yêu Mỹ Dung rồi? Trong cảnh tịch mịch của ban đêm, câu hỏi trên vang lên như một tiếng kêu lớn. Đích thực là chàng đã yêu Mỹ Dung rồi từ trước đến giờ chẳng chưa yêu ai đã chưa yêu ai còn gặp một sự bể bàng vì duyên kiếp vì thế bây giờ một khi chàng yêu thì tình yêu của chàng sâu xa và thiết tha đến đâu với tuổi gần 30 mươi chàng mới dướng phải mối tình đầu bảo sao lòng chàng không đau khổ một khi nghĩ rằng mối tình ấy chỉ là một mối tình tuyệt vọng trong đêm tối chàng thấy lờ mờ hình ảnh của vũ gian rùng mình và chàng nhớ lại cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa vũ và chàng sau cuộc gặp gỡ ấy vũ đã chết vũ chết thế cho văn vậy mà bây giờ văn lại lợi dụng sự giàu có và học thức của chàng để chiếm người yêu của vũ văn có cảm giác vũ đã trừng mắt nhìn chàng và thấy lạnh buốt tới xương nhìn khắp nơi không thấy một bóng người qua lại văn rùng mình và đi thật nhanh hai bên đường phố xa đều đóng cửa rải rác những ngọn đèn đường chiếu xuống dậy đường, những tia sáng yếu ớt. Bỗng có một chiếc taxi lướt qua, Giang đưa tay đón lại, Chàng leo dội lên xe và xe chạy bon bon trên đường. Giang không hề về nhà, mà về ngay sở của chàng, nhìn khắp gian phòng một lượt, Giang lại nhớ đến lời vũ. Gian phòng này của anh bậy biện đẹp quá, anh ở luôn đây không về nhà Giang thay áo quần rồi nằm dài hút thuốc Khói thuốc thơm tỏa khắp phòng làm cho gian phòng trở nên ấm cúng và hình ảnh dịu dàng của Mỹ Dung lại hiện ra trong đầu óc chàng. Trong giờ phút này mà có Mỹ Dung ở bên chàng thì đời chàng sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng giữa lúc ấy, hình ảnh của Nguyệt lại hiện ra và làm văn nhớ lại chàng là người đã có gia đình. Văn thở chạy nói một mình. Đành ôm mối hận lòng, chưa biết nói sao bây giờ. Nguyệt muốn làm vợ chàng là vì gia tài của chàng thì đời nào nàng chịu buông tha chàng. Nhưng nếu Mỹ Dung yêu chàng, thì chàng sẵn lòng cho Nguyệt hết gia tài của chàng để chuộc lại sự tự do, để có thể làm lại cuộc đời với Mỹ Dung. Nguyệt ham tiền, thì chăn còn có thể hy vọng. Do hy vọng vừa chớm nở trong lòng, chăn ngủ quên lúc nào không biết. Khi chăn thức dậy, thì đã 8 giờ rồi, chàng thay dội áo quần để chào bệnh viện. Chàng vào đến phòng Mỹ Dung, thì thấy Hồng và Di đứng nói chuyện ở ngoài. Hồng quay lại, thấy văn mừng rỡ may quá cô mỹ dung đã tỉnh lại cô di vừa mới kể cho tôi nghe thấy có gì đứng đó văn không muốn nói chuyện với hồng nên vội giả nói đêm qua tôi đã tính xong chuyện tiền nong với cô di và tôi cũng đã xin lỗi cô về chuyện không được nhờ cô lâu dài như ý muốn của tôi mỹ dung vẫn ngủ ngon phải không cô có cô hồng đến rồi bây giờ cô có thể ra về di hiểu văn muốn nói chuyện riêng với hồng nên tránh đi chỗ khác hồng nói cô mỹ dung còn ngủ ngon lành nhưng khí sắc cô ấy trông đã khá nhiều Giang nói bác sĩ quân tỏ ý không muốn tôi đến đây nữa bổn phận của tôi đến đây là hết và vai trò của tôi cũng sẽ chấm dứt từ đây bác sĩ quân sẽ giao phần săn sóc mỹ dung cho cô cô ráng săn sóc mỹ dung giùm tôi tôi sẽ đền ơn cô mỗi sáng tôi sẽ vào đây nhưng không phải để thăm mỹ dung mà để được nghe cô thuật lại về sự thay đổi và sức khỏe hàng ngày của mỹ dung Hồng ngạc nhiên Tại sao bác sĩ quân lại không trông vào thăm Mỹ Dung Giang nói Bởi vì Mỹ Dung không muốn gặp mặt anh chàng Vũ nữa Tôi đang đóng vai Vũ Mà Mỹ Dung ghét Vũ Thì tôi làm sao vào được nữa Cô yên lòng Tôi không vào được Thì đã có cô giúp tôi Hồng hỏi Ông đã cho cô duyên nghỉ rồi à Giang nói Cô ấy không làm theo đúng lời bác sĩ dặn Khi Mỹ Dung thức dậy Cô ấy nói đến tên tôi Tên Giang khiến Mỹ Dung phải nghĩ ngợi nhiều và kêu nhức đầu. Bác sĩ quân giận lắm. Giang nói chuyện với Hồng xong, thay vì còn lẫn quẩn đó liền nói. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cô về được rồi. Hồng cũng nói. Thôi chị về đi. Khi nào ông kỹ sư đây cần đến chị, thì tôi sẽ đi mời chị. Di chào văn siết tay Hồng rồi ra về. Trong lòng còn tiếc rẻ là không còn được ở lại đây để biết nhiều chuyện bí mật về Mỹ Dung. Khi Di đi rồi, Giang dần cũng trở về và dặn Hồng. Cô ráng săn sóc giùm Mỹ Dung cô nhé. Giang vừa về thì bác sĩ Quân đến bệnh viện. Hồng phải lo giấy tờ để theo bác sĩ Quân đi thăm những người bệnh ở các phòng khác. Bác sĩ Quân hỏi, ông Giang vừa mới ra về phải không? Hồng nói, ông ấy tính tiền cho cô Di nghỉ. Ông ấy bảo từ hôm nay, ông ấy không cần gặp cô Mỹ Dung nữa, vì cô không muốn. Bác sĩ Quân nói, đêm qua khi tỉnh lại cô mỹ dung mạc sát ông vũ hết sức và bảo từ nay cắm cửa không cho ông ấy đến nữa hồng nói cô mỹ dung ghét ông văn bác sĩ quân nói nhưng ông này đã trót đóng vai ông kia thì tránh mặt đi là hơn bác sĩ quân khoác chiếc áo rồi nói với hồng chúng ta đến phòng cô mỹ dung trước vừa thấy bác sĩ quân vào mỹ dung liền ngồi dậy bác sĩ quân đỡ nàng nằm xuống và hỏi cô nghe khỏe chứ mỹ dung chỉ gật đầu mà không nói Bác sĩ quân lại hỏi Cô nghĩ gì mà thường người ra như vậy Mỹ Dung nói Tôi muốn nhớ một vài câu chuyện Mà không sao nhớ được Bác sĩ quân cười Hãy quên chuyện đã qua Chuyện cũ nhớ làm chi cho mờ trí Hãy nhớ chuyện bây giờ Hãy nghĩ đến những người trước mặt Tôi đứng trước mặt cô mà cô không nghĩ Cô lại đi nghĩ đến ai thế Cô vẫn nghĩ đến ông Vũ à Tôi không nghĩ đến ai hết Tôi mong sao cho chóng khỏi để trở về đi làm đi làm à cô chưa khỏi bệnh mà lại nữa cô cứ ở đây dưỡng bệnh đi ở đến bao giờ tôi cũng nhận cả cô cần gì phải đi làm nói xong bác sĩ quân cười đắc chí mỹ dung cao mày im lặng không nói gì cả hồng ngạc nhiên vô cùng ngày trước bác sĩ quân rất đứng đắn tại sao hôm nay ông ta lại nói với mỹ dung một bệnh nhân những câu thiếu lịch sự và khiếm nhã như thế bác sĩ quân như hiểu sự thắc mắc của hồng đã nói kìa yeah cô mỹ dung giận tôi rồi thôi chúng ta đi qua phòng khác cô hồng à ra ngoài hành lang bác sĩ quân nói với hồng chắc cô lấy làm lạ về cách nói năng của tôi phải không cô mỹ dung đã bình phục rồi nhưng cô ấy còn giấu tôi những ý nghĩ của cô ấy tôi dò thử xem cô ấy có tức giận mà nói ra không nhưng cô ấy vẫn im lặng cô có để ý đến chỗ ấy không cô hồng hồng nói dạ tôi hiểu ý bác sĩ lắm chứ theo tôi thì cô Mỹ Dung đã nhớ lại tất cả Nhưng trong người cô ấy hình như có chuyện thay đổi Bác sĩ Quân hỏi Một chuyện thay đổi Ý cô muốn nói gì Hình như cô ấy đã quan niệm ái tình một cách khác trước Hồi sáng này Cô Mỹ Dung cứ bảo tôi cho cô ấy mượn báo để đọc Cô lại hỏi tôi Có để dành báo cũ hay không Tức là đã nhớ đến những chuyện cũ Bác sĩ Quân dội hỏi Mỹ Dung có bao giờ hỏi cô về ông Văn không Không Đôi mắt đầm chiều của bác sĩ quân Bỗng trở nên tươi sáng Bác sĩ lại hỏi Cô ấy có hỏi gì đến Vũ không Cũng chẳng hề hỏi Tôi thấy cô ấy đọc tờ ghi bệnh hàng ngày Và lẩm nhẩm tính xem Cô vào nằm viện từ ngày nào Cô ấy đã bảo với tôi Bệnh của tôi theo sự ghi chép trên giấy tờ Thì chia ra làm hai giai đoạn Giai đoạn đầu mất trí Đau nặng nhưng có hai tuần hơi khỏe Giai đoạn thứ nhì thì mất trí Và mê mang suốt ba ngày Bác sĩ quân ngạc nhiên Thế à? Thế thì cô ấy đâu có mất trí, thông minh lắm, mới biết cách xem giấy, theo dõi bệnh trạng, mà hiểu được sự thay đổi trong thời kỳ mắc bệnh. Rồi như nghĩ ra chuyện gì, bác sĩ quân hỏi Hồng. Mấy hôm nay, cô có gặp ông kỹ sư Giang không? Hình như mỗi ngày, ông có vào đây hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung. Hồng biết là con nói dối bác sĩ quân cũng không được nên đáp. Mỗi ngày ông Giang có đến hỏi thăm sức khỏe của Mỹ Dung, hỏi xong là đi ngay, Ông ấy bảo độ rầy bận nhiều công việc lắm Bác sĩ quân lại hỏi Ông Văn có biết là cô Mỹ Dung Đã nhớ nhiều chuyện cũ không Cô có kể tỉ mỉ Chồng ấy nghe không Tôi thấy không ít gì Vì ông Văn bây giờ là ông Văn Chứ không phải là ông Vũ nữa Thì kể những chuyện ấy Đâu có ít gì cho ông ta Huống gì, vai trò mà bác sĩ nhờ ông ấy đóng Đến đây đã chấm dứt rồi Ông Văn sợ chỉ vào đây hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung Là muốn làm tròn bổn phận một người anh mà thôi nghe hồng nói thế bác sĩ quân rất hài lòng bác sĩ nhìn đồng hồ tay rồi nói chết chữa nãy giờ mình nói chuyện tầm phào mất cả ngày giờ còn bao nhiêu người bệnh chưa khám nói xong bác sĩ quân đi làm phận sự hồng ôm giấy tờ đi theo một bên từ lúc ấy hồng lại trở nên lo nghĩ nàng làm việc như một cái máy mà đầu óc lại để tận đâu đâu nàng không hiểu tại sao bác sĩ quân lại không muốn văn biết là mỹ dung đã bình phục như cũ lúc nãy khi thấy mỹ dung e lệ cúi đầu bác sĩ quân làm như thích chí là khác hay là bác sĩ quân lại để ý đến mỹ dung mỹ dung đẹp như thế ai mà không để ý đến nàng chính gì cũng phải nói với hồng giá tôi có vẻ đẹp kiều diễm như mỹ dung thì tôi sẽ trả thù tất cả bọn đàn ông để họ biết tay tôi vì có tanh ganh tị thấy ai đẹp thì ghét thế mà với mỹ dung vì còn có mỹ cảm thì đủ biết cái đẹp của mỹ dung dịu dàng và khả ái đến đâu. Đúng 10 giờ, bác sĩ quân mới đi qua hết các phòng. Khi lên xe ra dậy bác sĩ quân dặn Hồng. Cô ráng săn sóc cho cô Mỹ Dung. Chiều nay, nếu có cô Lý vào thăm Mỹ Dung, thì cô phải ở đó để nghe thử hai người nói chuyện với nhau thế nào. Cô nhớ ghi chép giùm tôi, nhưng đừng để Mỹ Dung hiểu là cô ghi chép, cô làm bộ ngồi viết thư chẳng hạn. Hồng dân dạ, nhưng khi bác sĩ quân đi rồi, thì Hồng tự nói. Ta ghi chép cho cả hai người Bác sĩ quân và kỹ sư văn Coi bộ hai ông này muốn làm sơn tinh thủy tinh sao Ai mang đồ sinh lễ đến trước đây Chắc là bác sĩ quân được Vì ông văn đã có vợ rồi Giả lại văn là anh của vũ Dù sao thì cũng còn vấn đề luân lý Hồng làm xong công việc Trở lại phòng Mỹ Dung Mỹ Dung đang soạn áo quần Nàng lấy ra hai chiếc áo satan tanh thiêu Và ngắm đi ngắm lại vẻ mặt của nàng trông cảm động lắm khi thấy Hồng đi vào, Mỹ Dung đặt dội hai chiếc áo xuống. Hồng còn nhớ rõ hai chiếc áo ấy là của Văn mang vào tặng Mỹ Dung trong lúc nàng còn chưa tỉnh trí lắm. Hồng nói, sao cô không mặc chiếc áo ấy vào cho đẹp? Áo này người Pháp gọi là Lister, nghĩa là mặc để đọc sách. Nhưng người mình thì mặc ở trong nhà. Ở đây cũng giữa nhà, sao cô không mặc? Mỹ Dung nói, hai chiếc áo này không phải tự tay tôi sắm vì thế không vừa ý tôi Mà chỉ vừa ý người sắm Nhưng người sắm bây giờ thì Hồng dội hỏi Bây giờ thì thế nào Mỹ Dung nói Bây giờ tôi không muốn nghĩ đến nữa Tại sao thế Chuyện riêng của tôi cô cần biết làm chi Cô biết cũng không ít lợi gì đâu Không phải tôi giấu cô Có những lúc con người cần phải tìm một người bạn Để tâm sự cho vơi bớt nỗi sầu Nhưng cũng có lúc Lòng ta có chuyện sầu muộn Mà lại không muốn nói năng gì với ai cả nhưng lúc ấy là lúc lòng đang tràn ngập một chuyện không biết nên vui hay nên buồn hồng reo lên cô triết lý hay lắm giá bác sĩ quân mà nghe được những câu triết lý này thì bác sĩ mừng biết bao mỹ dung ửng hồng hai má tại sao bác sĩ quân lại mừng hồng lành trí nói là vì bác sĩ thấy cô lành lặn rồi có lành bệnh mới triết lý như thế được chứ mỹ dung cười tôi nghĩ thế nào thì nói thế ấy chứ tôi có biết triết lý gì đâu bao giờ thì tôi được về hả cô hồng bao giờ có người đã lãnh mỹ dung thở dài nào tôi có ai là người thân thích bà con mà lãnh giới nhận bao giờ bác sĩ tuyên bố tôi khỏi bệnh thì tôi về nếu ông giám đốc hãng hồng tân chưa trả hết tiền phòng tiền thuốc cho bác sĩ thì tôi xin khớt nợ bao giờ tôi đi làm tôi sẽ trả lần cho bác sĩ như thế có được không cô hồng hồng nói việc ấy tùy ở bác sĩ mỹ dung cười đầy ý nghĩa chẳng lẽ bác sĩ bắt tôi ở mãi đây để làm vật bảo đảm cho số tiền nợ hồng cười có được một vật bảo đảm quý giá như cô thì ai mà không chịu thính giả thân mến, quý vị vừa đi hết phần 4 của bộ truyện Duyên tình lạc bến của nhà văn bà Tùng Long. Và không biết là sau khi nghe tập 4 vừa rồi thì quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết với nha. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tập 5 vào ngày mai và cũng là tập cuối của bộ truyện quý vị nhé